Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục lên một mẫu sản phẩm hoành phi câu đối gỗ gụ. Đây là mẫu mới nhất của năm 2020 để cho quý khách trên toàn quốc có thể tham khảo và chọn lựa mua sắm. Bộ hoành phi câu đối gỗ gụ này là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một anh khách hàng ở Gia Lâm, Hà Nội, gần với làng nghề Kiêu Kỵ. Thì ở trong clip này chúng tôi cũng gửi riêng đến gia đình anh là hàng của anh đã xong rồi, và chúng tôi cũng gửi tới toàn thể quý khách trên toàn quốc một bộ hoành phi câu đối gỗ gụ mẫu mới nhất hiện nay của cơ sở đồ gỗ Yên Lành. Thì câu đối chúng tôi làm với kích thước là 1m97, chiều dài, chiều rộng 28 và chiều dài là 4 phân, chưa kể phần ghép nổi bên trên, 4 phân liền khối. Thì câu đối bên phải là chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh có phụ đề tiếng Việt. Và phần diềm xung quanh thì chúng tôi chạm là Tứ Quý Bốn Mùa, Xuân Hạ Thu Đông, hay còn gọi là Tùng Cúc Trúc Mai. Và xen kẽ là chúng tôi chặt gấm hoa chanh, quý vị trên chiêm ngưỡng trên màn hình đây. Và phần phía dưới của câu đối thì chúng tôi lại chạm lãng hoa quả đào. Thì mẫu hoành phi câu đối này hiện tại đang được đánh giá là thịnh hành nhất hiện nay trên thị trường đồ thờ cúng bằng bằng gỗ. Mẫu hoành phi này là mẫu hoành phi dài 2m17, chiều rộng 67 và ván dày 3 phân, liền khối không ghép. Xung quanh khung tranh là chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân đủ. Trong lòng ván là chúng tôi chạm chữ công xung quanh phần cuốn thư. Cuốn thư thì chạm 3 chữ là Đức Lưu Quang. Chữ Nho có phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để quý vị có thể hiểu được nghĩa của chữ Nho. Thì bên cạnh những mẫu hoành phi như này thì chúng tôi có những mẫu hoành phi chỉ chạm 3 chữ Đức Lưu Quang không có phụ đề. Vì mỗi một khách hàng thì lại có một mẫu riêng. Và bên trái câu đối là chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Phía trên thì chúng tôi làm những chú rơi ngậm đồng tiền, các cụ hay gọi là ngũ phúc kim tiền ấy. Mẫu này dáng cong rất là đẹp, nhìn rất là uyển chuyển. Thì chúng cơ sở đồ gỗ Yên Lành liên tục ra mẫu, vẽ mẫu và cải mẫu thì các cơ sở khác không thể bắt kịp được. Hoặc quý vị có thể nhìn thấy những mẫu hoành phi câu đối như này trên thị trường. Thì cơ sở đồ gỗ Yên Lành có bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị có thể gửi về Zalo 0986 883349. Bên trái chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, và bức hoành phi lồng cuốn thư là chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Phía bên phải chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Chữ Nho thì là chữ Nho phổ thông. Còn về kích thước thì mỗi nhà có một kích thước riêng, không ai giống ai, tùy theo từng phòng thờ của từng nhà. Thì quý vị muốn mua bộ sản phẩm như này thì quý vị hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn báo giá cụ thể. Và bộ hoành phi câu đối này của khách hàng ở Hà Nội yêu cầu là dát bằng vàng ta, nên là chúng tôi sẽ chuẩn bị khâu phần mộc rất là kỹ và đánh nhẫn cũng vậy. Vì làm vàng ta là yêu cầu người thợ phải lành nghề và yêu cầu độ gỗ cũng phải khô. Thì sau này khi dát vàng ta vào thì nó sẽ rất là bền. Thì video đang quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Yên Lành, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.